nhà đất Hằng Ni, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục về thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng Ni giới thiệu khách hàng mình một căn nhà siêu to, siêu dài luôn cả nhà, ngang 4 dài 18 m mà được gia chủ có thiết kế thang máy bên trong nhà. Cả nhà mình nó đang tìm một căn nhà phố sát bên quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, thuận tiện để di chuyển cũng như là trong bán kính khoảng 100 m, mình đi bộ chỉ khoảng từ 2 đến 3 phút là ra trung tâm thương mại, là siêu thị, rồi sân vận động cũng như là phố đi bộ Cityland Nguyễn Văn Lượng cả nhà. Vị trí thì siêu đẹp luôn rồi. Và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển để tham quan ngôi nhà nè. Chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục về thống nhà đẹp thì trong buổi chiều ngày hôm nay em đang có mặt tại trục đường Nguyễn Văn Lượng thuộc trung tâm phường 17 quận Gò Vấp nha cả nhà. Ngay Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng cũng như là Cityland Gò Vấp ngay phố đi bộ luôn á. Tại vị trí trung tâm vô cùng tấp nập và đông đúc, mình cách ngã năm Gò Vấp chỉ từ 3 đến 5 phút di chuyển, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 10 phút thôi nha cả nhà. Đó, một vị trí phải nói là quá phù hợp mua để an cư sinh sống. Một căn nhà phố ngay vị trí trung tâm mà giá chỉ bằng 1/2 so với một căn nhà phố tại Cityland thôi á. Và Hằng Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta di chuyển để tham quan ngôi nhà nè. Và Hằng Ni đang có mặt bên trong con hẻm của ngôi nhà hôm nay giới thiệu khách hàng mình. Một ngôi nhà góc hai mặt tiền đường, ngay khu nhà dân cư ở Yên Hữu rồi nè cả nhà. Đường trước nhà của mình rộng 5 m, hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Tại đây thì mình di chuyển chỉ khoảng 30 m là đi ra trục đường chính phía trước. Hiện hữu rộng 7-8 m, hai ba chiếc xe ô tô tránh nhau thoải mái luôn cả nhà. Ngay khu nhà thông bàn cờ thông tứ tung và nhà mình đã được gia chủ trang bị hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài. Một căn nhà kết cấu chuẩn là một trệt một lửng 4 lầu, căn góc hai mặt tiền đường, thiết kế vô cùng thông thoáng luôn. Có ban công rồi cửa sổ chỗ ra bên ngoài á. Đó, thông thoáng mát mẻ lắm nha cả nhà. Nhà mình thuộc hướng chính là hướng Tây, rất là phù hợp khách hàng mình, cứ mà là Tây Tứ Trạch. Còn hướng bên hông này là hướng Bắc cho nên không có bị nắng vào buổi chiều đâu nha cả nhà. Hướng gió mát. Với diện tích cho ngôi nhà là ngang 4, chiều sâu là 18 m, siêu to, siêu dài luôn á. Công năng sử dụng đầy đủ, phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên hiện hữu gồm 4 phòng ngủ. Trong đó mình có 2 phòng ngủ master lớn kèm phòng xông hơi nè, rồi phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ. Gia chủ đã trang bị sẵn cho mình một không gian khu vực phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke. Một căn nhà đầy đủ công năng mà chủ nhà thì đang rất là ngợp luôn rồi cho ngôi nhà phố này nha cả nhà. Hằng Ni đang có một mức giá rất là tốt. Giá nội bộ cam kết giá tốt nhất thị trường hiện nay để khách hàng mình sở hữu được một căn nhà ưng ý. Khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ni để đến tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất. Và cùng em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan. Từ không gian khu vực mặt tiền chính phía trước nhìn lên phía trên một lần nữa nè cả nhà. Bên trên mình có chỗ ban công ra bên ngoài á. Đó. Và không gian bên dưới nè, được gia chủ trang bị cho mình gồm 2 lớp cửa.
một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly nữa. Bên trên gia chủ thiết kế cho mình có mái che nè cả nhà. Phía trước có trồng một cái cây khế luôn nè. Quá trời lộc luôn á. À, hay chưa? Và nhà mình đã được gia chủ trang bị hệ thống điện smart home nha cả nhà. Khi mà mình di chuyển ra bên ngoài thì chúng ta bật tắt đèn bằng điện thoại cũng được luôn. Một căn nhà thiết kế thông minh. Và em đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Mình có thể đổi được xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ xe bán tải tương đối thoải mái luôn á. Bên dưới gạch của mình là lót gạch bóng kính, chống trầy chống chân trượt 80-80 nha cả nhà. Tông là màu trắng. Hai phía bên thành tường của mình được gia chủ mình ốp gạch cao phun trần lên trên luôn á. Tông là màu xám, sạch sẽ lắm luôn. Và nhà mình ngay góc hai mặt tiền đường nè, cho nên được gia chủ mình nó có chỗ cửa kính trải dài xuống phía dưới luôn. Hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài tương đối đầy đủ rồi. Vàng đi di chuyển vào bên trong ngôi nhà. Thang bộ được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà. Phía chân cầu thang của mình nó có tủ âm bên dưới á. Đó, cầu thang này cả nhà, ốp đá marble, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng sắt. Một căn nhà gia chủ có thiết kế thang máy quá là thuận tiện luôn nè. Thang máy xịn chưa? Và hàng đi đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách xây dựng là tầng ngược phía sau. Đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện, mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tivi. Khoảng này thông tầng nhìn lên phía trên này cả nhà. Bên trên mình có đèn chùm, trần chùm giật cấp đèn led âm trần á. Đó, quá là sang xịn luôn. Và cuối nhà của mình được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực kiến trời thông thẳng là khu vực sân thượng phía bên trên. Cho nên nhà mình ban ngày đều đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Gạch ốp cao lên trên luôn nè cả nhà. Tông là màu trắng và cùng hàng đi chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Một ngôi nhà đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi nè. Sử dụng điện hệ thống smart home bên trong nhà. Tông là màu trắng rồi màu xám thêm những cái đồ nội thất. Quá là nét cho một căn nhà phố luôn nè cả nhà. Xinh đó, quá trời xinh luôn. Ngay phía khu vực phòng khách của mình, ngay bộ sofa, gia chủ thiết kế cho mình một cái tấm kính lớn ở đây. Mình kéo rèm xuống thì che chắn lại. Còn không thì mình để như vậy nhìn chill lắm. Thích nhất là những ngôi nhà góc hai mặt tiền đường nhìn thông thoáng mát mẻ. Mà nhà mình lại siêu dài nữa. Ngang 4, chiều sâu là 18 mét lận. Và cùng hàng này chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực các tầng bên trên để tham quan tầng lẫn nha cả nhà. Ngôi nhà này gia chủ mình đang hạ giá, chỉ còn mức giá hơn 13 tỷ một tí thôi. Em đang có một mức giá chốt, giá tốt lắm, cả nhà mình liên hệ cho Hằng Ni. Hằng Ni sẽ báo để quý thính mình sở hữu ngôi nhà và giá bán hợp lý nhất. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực tầng lẫn bên trên để tham quan. Bên trong thang máy của mình nè cả nhà, thang bóng kính rồi màu vàng rồi ánh nắng lên nhìn nét lắm luôn á. Thang này trọng lượng là 450 kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người. Hàng đi di chuyển lên không gian khu vực tầng lửng bên trên nè, tầng trệt tầng lửng rồi 1, 2, 3, 4 đó, một trệt một lửng 4 lầu. À, nét chưa? Và hàng này đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng như cả nhà, đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Gia chủ dành hẳn riêng tầng lửng làm phòng bếp phía bên trên này luôn. Mình có đầy đủ các trang thiết bị nội thất. Hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bộ bàn ăn 8 ghế, tủ lạnh lớn 2 cánh, trong đó mình có máy rửa chén nè, tủ rượu, rồi những trang thiết bị nội thất bên trong nhà, máy hút mùi, bếp âm mặt đá đầy đủ và hoàn thiện đó cả nhà. Rồi ô cửa sổ view ra bên ngoài luôn á, tông là màu trắng, màu xám, nhấn nhá làm điểm nhấn cho ngôi nhà nè. Nhà mình nó thiết kế cái tông màu nhìn sang lắm. Đơn giản, không có quá lè lẹt cả nhà. Bên ngoài đẹp hơn trên video Hằng Ni quay nhiều. Và nhà mình ở gia chủ xây dựng trên khuôn đất là ngang 4, chiều sâu là 18 mét lận. Buổi tối thì rất là chill luôn cho một căn nhà phố, nhà cửa ánh đèn đó cả nhà. Và hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài đầy đủ rồi nè. Tương đối an ninh, an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống. Ở không gian khu vực này cả nhà mình để ý nè cả nhà. Có một cái ghế nè, một cái ghế sofa ngay khu vực tầng lẫn của mình nhìn thông tầng xuống phía dưới á. Và không thể bỏ qua khu vực này rồi. Không gian khu vực toilet tại tầng lửng, bồn vệ sinh, lavabo đường soi, vòi tắm hoa sen, gương này chúng ta bật tắt đèn được luôn. Gạch ốp phun trần tông là màu trắng đầy đủ và hoàn thiện rồi nè cả nhà. Hằng Ni hay dẫn khách đi xem nhà thì một số khách hàng mình có ý kiến như vậy là mình rất là thích những không gian tầng lửng có thiết kế toilet để thuận tiện mình sinh hoạt á. Và tại khoảng tầng lửng nhìn thông tầng xuống phía dưới đó, bộ đèn chùm nét chưa?
Quá đẹp luôn. Màu xám rồi gạch ốp phun trần, có tranh treo tường nè cả nhà. Ở bên dưới thì mình có ô cửa kính nè, bên đây cũng có ô cửa kính luôn, cho nên nhà mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực các tầng bên trên để tham quan. Hằng đi sẽ đi bằng thang bộ để cả nhà mình cùng ngắm nhìn thang bộ nha cả nhà. Có thể mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng đi với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ cái này mình tham quan thực tế và sửa ngôi nhà cho bán tốt nhất. Và không gian khu vực lầu 1 đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi nè cả nhà. Một phòng ngủ đầu tiên và một phòng sinh hoạt chung tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình á. Đó, em đang có mặt tại không gian khu vực hành lang chiếu nghỉ. Để cả nhà mình nhìn ngắm rõ hơn, khu vực chiếu nghỉ của mình có thể để được vừa một cái bộ sofa rồi một bộ bàn trà ghế ngồi tương đối rộng rãi và thông thoáng luôn nè cả nhà. Rồi rèm màn cửa, ô cửa kính, lấy sáng lấy gió, quá là nét luôn á. Và không gian khu vực phòng bên trong, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình, phòng này mình có thể là thiết kế làm phòng ngủ đầu tiên nè, hoặc có là làm phòng karaoke, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung. Gia chủ mình hiện tại đang để trống ở đây á cả nhà, để một cái bộ sofa để làm phòng khách cho gia đình mình. Bộ sofa này thì mình mở ra thành một cái bộ giường nằm được luôn á. Đó, bộ sofa thông minh và mình có toilet sử dụng riêng luôn. Bồn vệ sinh, lavabo đường soi, giá treo đồ. Vòi tắm hoa sen đứng, gạch ốp phun trần đầy đủ và hoàn thiện lên nè cả nhà. Đó, quá là chiều luôn. Rồi ban công phía trước, rèm màn cửa hai lớp đầy đủ và hoàn thiện rồi. Đó, ban công chỗ ra phía trước nè. Đây, một căn nhà phố ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu đây cả nhà. Ban công chỗ ra khu vực trồng cây trồng hoa. Nhà mình á, căn phía trước thì có ban công rồi cửa sổ, hai cái cửa sổ luôn á, cho nên nhà thông thoáng mát mẻ lắm. Bên dưới gạch là lót gạch bóng kính chống trầy chống trơn trượt 80-80. Nhà mình thì siêu dài luôn, dài tới 18 mét lận. Và ngôi nhà này đặc biệt đó là em rất là thích, do khoảng không gian phía trước thì mình có ban công, và khoảng không gian bên hông á thì mình có một cửa kính rồi cửa sổ lớn, nhà thông thoáng, và thêm một cái ban công ở những cái phòng phía sau nữa cả nhà. Phòng ngủ phía sau cũng có ban công luôn. Mình có giường ngủ nè, hệ tủ tách đầu giường, kệ tủ tivi, tủ quần áo, kệ để đồ, đặt máy lạnh sử dụng riêng đầy đủ và hoàn thiện. Và không thể bỏ qua khu vực này rồi. Đó, lavabo đường soi nè, nằm phía bên ngoài nha. Mở cửa ra không khí mà nói luôn á, mát mẻ lắm luôn cả nhà. Và không gian khu vực toilet bên trong, mình có bồn tắm sụp, bồn tắm nằm, bồn vệ sinh nè, vòi tắm hoa sen đứng, gạch ốp phun trần luôn á. Ô cửa sổ khu vực kiến trời nè. Và ở đây thì mình có một cái ban công nữa. Đó, chiều trưa mát mẻ lắm á cả nhà. Ở nhà mình để ý nè, gió hiu 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 hiu, lá cây rơi vậy đó. Và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực các tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Lầu tiếp theo nha cả nhà. Đó, tủ quần áo phun trần lên trên luôn. Được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm, bảo hành có thể mình trong thời gian sử dụng. Có những cái khung sắt bảo vệ kết hợp với kính cường lực màu trà nè cả nhà. Và Hằng đi tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo. Cả nhà mình đang tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà để các em mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Tầng trệt, tầng lửng, lầu 1, lầu 2, thể hiện là số 3 nè cả nhà. Thang này tương đối rộng luôn á, mình đi được khoảng 6 người nha. Hằng Ni đang đứng mà còn mỗi khoảng không gian rất là rộng bên trong luôn. Với vị trí thì chúng ta đi bộ ra trung tâm thương mại này rồi em mát, cũng như là Lotte, đi đâu cũng tiện hết đó cả nhà ơi. Ngay phố đi bộ của Cityland luôn á. Và em đang có mặt tại không gian khu vực tầng tiếp theo, lầu thứ 2. Gia chủ thiết kế cho mình tiếp tục là phòng ngủ thứ hai nha cả nhà. Bên dưới là mình có một phòng khách, một phòng ngủ, lên trên đây một phòng ngủ thứ hai nè. Đó, nhà mình nếu mà tính thêm cái phòng khách là 5 phòng ngủ luôn. Và mình sẽ có toilet sử dụng riêng đây. Bên trong toilet của mình, lavabo đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen đứng, giá treo đồ, gạch ốp phun trần đầy đủ và hoàn thiện. Gương đó chúng ta bật tắt đèn được luôn á. Và không gian bên ngoài,
Mình có giường ngủ, kệ tủ tivi, bàn trang điểm, tủ quần áo, rèm màn cửa chỗ ra phía trước. Rèm màn cửa hai lớp nè cả nhà. Đây, có trồng đầy đủ cây xanh rồi. Có vòi tưới nước phía trước luôn, cho nên khi mà cả nhà mình á mà có tầng tưới cây nè, hay là nhiều khi mình vệ sinh ban công thì rất là thuận tiện luôn cả nhà. View ra khu nhà dân cư ở ngủ rồi, tương đối an ninh luôn. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển đến tham quan ngôi nhà nè. Kệ tủ tivi rồi ô cửa sổ lấy gió lấy sáng nè cả nhà. Đó. Tủ quần áo của mình gia chủ thiết kế màu trà, nhìn nét lắm luôn á cả nhà. Nhìn sang xịn, ngôi nhà này đẹp hơn trên video Hằng đi quay nhiều. Nhờ cái tông màu thiết kế nhìn nhà mình sáng lắm. Đó cả nhà mình để ý nè, khu vực hành lang chiếu nghỉ của mình bên dưới được gia chủ mình ốp đá marble full mặt luôn cả nhà, chạy dài qua lay luôn. Còn bên trên nè, trần chìm của mình nó xen kẽ có những cái đèn đá chiếu sáng á, nhìn lung linh lắm. Và Hằng đi đang có mặt tại không gian khu vực không thể bỏ qua đó, chiều trưa cả nhà. Phòng ngủ master của gia đình mình, trong đó thì mình có phòng xông hơi nè, rồi bồn tắm sục, bồn tắm nằm, massage đầy đủ luôn á. Có bộ bàn trà, ghế ngồi, rồi khu vực bồn vệ sinh có phòng tắm riêng biệt luôn. Một không gian phòng này không thể bỏ qua rồi. À, bồn tắm sục, bồn tắm nằm đây. Quá là chiều luôn á, cuối nhà mình thì có ô cửa giếng trời nè cả nhà. Ở đây thì có trồng đầy đủ cây xanh luôn. Quá là chiều, quá là mát mẻ, thông thoáng. Một căn nhà mua về chỉ có an cư, nghỉ dưỡng, sinh sống ngay chính ngôi nhà của mình. Bộ ghế ngồi nè, rồi kèm bàn trà, rồi lavabo, đun sôi. Đặc biệt đó là không gian này không thể bỏ qua khu vực này nè cả nhà. Đây, mình có một cái tủ lạnh mini bên trong luôn á. Hay ha. Ở đây nè, cái nút này là mình bật tắt đèn đó cả nhà. Đó, chiều chưa. Và cùng Hằng đi chúng ta tiếp tục di chuyển đến tham quan ngôi nhà, không gian khu vực các tầng bên trên. Mình còn một tầng phòng ngủ master nữa. Phòng ngủ master của gia đình mình. Cả nhà đợi Hằng đi một xíu nha. Tầng phía bên trên thì được gia chủ mình thiết kế là một phòng siêu to luôn á. Lầu thứ tư nè cả nhà. Quý thầy mình quan tâm ngôi nhà này hoặc có là cần tìm nhà phố các quận trung tâm, hãy nhớ bấm vào kênh YouTube nhà đất cô em. Trên kênh của em có đăng rất là nhiều nhà, đa dạng diện tích, đa dạng giá bán, phân khúc cũng như là hợp lý để cả nhà mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Hằng đi đang có mặt tại không gian khu vực lầu thứ tư. Cùng em chúng ta tham quan phòng ngủ master nè cả nhà. Đó, mình có một cái cửa kéo qua kéo lại, lối đi riêng tư riêng biệt cho hai căn phòng này luôn. Đây. Và không gian phòng bên trong đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Mình có giường ngủ nè, rồi sofa, kệ tủ tivi, bàn trang điểm đầy đủ và hoàn thiện đã cả nhà. Bên dưới gạch là gạch bóng kính, rồi bên trên trần của mình có đèn chùm, đèn led chiếu sáng. Phía bên thành tường khu vực giường ngủ của mình có dán giấy dán tường, ở tranh treo tường. Đầy đủ hết rồi, nhà mình mở cửa ra thông thoáng mát mẻ lắm, nhà gốc hai mặt tiền đường. Đó cả nhà mình để ý nè, chứ hiu á, mấy cái ghềm của mình cứ bay á cả nhà. Có những cái dây đung đưa xuống, gia chủ có trồng đầy đủ cây xanh luôn rồi. Dạo này Sài Gòn mình hay mưa, cả nhà mình khi di chuyển thì nhớ mang áo mưa theo, chiều nào cũng mưa hết. Phía trước thì có ban công nè, trồng cây trồng hoa mát mẻ thông thoáng lắm cả nhà ơi. Và cùng Hằng đi chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa, em tiếp tục di chuyển đi để cái này mình cùng tham quan. Phòng ngủ master có đầy đủ công năng, ở đây mình an cư sinh sống. Rồi phía bên đây ngay căn góc hai mặt tiền đường thì gia chủ mình đã thiết kế cho mình nè, ô cửa sổ chảy dài luôn, kèm ô cửa kính. Cái tấm gương ở đây thì mình bo tròn làm điểm nhấn nè cả nhà, nhìn nét ha. Nhà mình gia chủ sử dụng toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà là gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm bảo hành với mình trong thời gian sử dụng. Và không gian khu vực không thể bỏ qua cho ngôi nhà này, một không gian nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình. Chiêu chưa? Đó, phòng thay đồ riêng biệt luôn. Mình có cái tấm ngăn riêng biệt rồi cả nhà. Bên trong là bồn vệ sinh, rồi bồn tắm sục, bồn tắm nằm, rồi tắm hoa sen đứng. Thêm cái ban công nhỏ nhỏ phía sau nữa. Đây,
Đó, rồi giếng trời gạch ốp phun trần, quá là chill luôn á. Được bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, lavabo đôi luôn. Ô cửa sổ lấy sáng lấy gió cho ngôi nhà của mình, mở cửa ra không khí đối lưu. Kính đáo hơn chúng ta kéo rèm xuống nè. Đó, căn phòng này đẹp ha cả nhà. Quá là chill luôn nè, không có chỗ nào để chơi luôn á. Nhà này thích thiệt. Đó. Mình có tủ quần áo nè, đụng nóc lên trên luôn, phun trần luôn á, để được rất là nhiều đồ luôn nè cả nhà. Và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển để tham quan ngôi nhà. Đi lên tầng tiếp theo, lầu thứ tư nha cả nhà, một trệt một lửng 4 lầu. Ngôi nhà này dài thiệt, nãy giờ em quay hoài mà không hết ngôi nhà luôn á. Không gian khu vực hành lang chiếu nghỉ của mình được gia chủ mình dán giấy chán tường cả nhà. Có tranh treo tường, bên trên đó là có ô cửa sổ giếng trời, rồi ô gạch lấy gió lấy sáng nữa. Nhà mình trang bị hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài luôn. Và em đang có mặt tại không gian khu vực sân thượng, đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện khu vực chiếu nghỉ đó cả nhà. Nên đây gió hiu mát lắm luôn á. Đó. Và mình sẽ có ban công sân thượng phía sau, khu vực trồng cây trồng hoa, khu vực tổ chức tiệc nướng BBQ. Lên đây để thêm bàn trà, ghế ngồi, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, gia đình mình quây quần bên nhau. Đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện rồi cả nhà, những khung sắt bảo vệ kiên cố chắc chắn lắm. Và hệ thống camera bên trên này luôn, có quầy bếp nè. Ở đây thì mình có trồng đầy đủ cây xanh, view mát mẻ chưa. Đó, ngay khu nhà tương đối mát luôn cả nhà, khu nhà dân cư ở hoàn thiện rồi. Và mình tiếp tục di chuyển không gian khu vực phía trước để tham quan ngôi nhà. Thích ha cả nhà, một ngôi nhà quá mát luôn á. Đó, đây sân thượng phía trước của gia đình mình. Mình có sân thượng trước, sân thượng sau luôn á, tha hồ trồng cây trồng hoa luôn. Bên trên tầng tung bên trên là nơi đặt nguồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời nữa. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này với phân khúc giá bán 13 tỷ hơn, mà Hằng Ni có một mức giá nội bộ, giá chốt cam kết rất là tốt luôn để cả nhà mình sở hữu ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất cho một căn nhà ngang 4, chiều sâu là 18m. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.